chào tất cả anh em trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp một chiếc ngàm đến từ hãng Sigma đó là chiếc ngàm Sigma MC11 thì đây là cái chiếc ngàm của hãng Sigma được làm ra với mục đích là để cho những cái ống kính ngàm Canon F có thể sử dụng với cái ngàm MA ở trên những cái máy ảnh Sony micro LED như là A6K hay là A7 hoặc là A9 thì uh, nếu để nói về giá thì cái ngàm Sigma MC11 này là một trong những cái ngàm chuyển đổi có giá thành có thể nói là cao thứ nhì trong những cái ngàm chuyển đổi dành cho những cái máy ảnh của hãng Sony e khi mà định sử dụng với những cái ống kính của hãng Canon thì chúng ta có cái ngàm đắt hơn là ngàm của hãng Metabon thì ngàm đấy rất là đắt, Metabon nó phải lên tới hơn chục triệu cơ, khoảng 11 triệu và rất là được nhiều anh em quay phim ưa chuộng khi mà sử dụng cái ngàm Metabon đấy thì cái ngàm MC11 này nó có giá thành khoảng 4 triệu rưỡi hàng chính hãng Siro. Thì uh, nhờ vào có ít tiền Tết mà mình uh, quyết định gọi là mua cái ngàm này về để đập hộp cho anh em. Thế anh em có thể thấy ở đây, đây là cái ngàm uh, Mao converter MC11. Anh em có thể nhìn thấy ở trên tay mình đây. Thế là cái hộp của hãng Sigma và nó có tem chính hãng của uh, Siro ở đây. Anh em có thể thấy tem chính hãng Siro đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đập hộp cái ngàm MC11 này thì ở trong cái hộp này họ có đề là chúng ta sẽ có hai cái phụ kiện đi kèm đó là cáp kết nối USB và phiếu bảo hành siro cùng với đó là chiếc ngàm này được bảo hành một năm để chúng ta có thể an tâm mà sử dụng nó tuy nhiên thì mình nghĩ là những cái ngàm này nó cũng không dễ hỏng lắm đâu trừ khi anh em nghịch ngợm tùm lum ra thì nó mới dễ đứt thôi chứ còn nếu chúng ta cứ bật tắt và đóng mở đúng quy trình thì nó rất là bền rất là lâu bị hỏng giờ mình sẽ mở cái hộp của này ra đây anh em có thể thấy đây thì ở đây chúng ta có một cái hướng dẫn ở đây Rồi, hướng dẫn mở hộp như thế nào Đây anh em có thể thấy đây Đấy. Thì sẽ mở ra Thì chúng ta sẽ có ở trong đây một cái uh, Phiếu bảo hành Đến từ hãng Sigma Đó là phiếu bảo hành uh, Mao Converter Phiếu bảo hành ở đây Đây chúng ta bỏ qua phiếu bảo hành Chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn nữa ở đây Đây chúng ta có Thì mình uh, nhắc hai cái này ra đây anh em có thể thấy chúng ta sẽ có một cái uh, phiếu bảo hành ở đây và một cái quyển sách uh, hướng dẫn đây của hãng Sigma đây. sau đây chúng ta sẽ có một cái hộp ở dưới đây nữa Đây chúng ta có một cái hộp xinh xinh nữa ở khu vực thế giới này Đấy, chúng ta có một cái hộp nữa thì uh, trong cái hộp này chúng ta cũng sẽ có các cái thể loại uh, giấy tờ khác nhau như là phiếu bảo hành các thứ vân vân, anh em có thể thấy đây chúng ta có thêm những cái này nữa Đây chúng ta bỏ ra một quyển uh, hướng dẫn vào Converter MC11 anh sẽ có một cái quyển hướng dẫn nữa ở đây đây cũng con Converter MC11 ở đây. đây và dưới đây chúng ta sẽ có hai thứ một là cái ngàm Sigma đây được bọc trong uh, ni lông đây anh em có thể thấy bọc trong ni lông đầy đủ đây và chúng ta cũng có một cái cáp kết nối đây đây chúng ta có một cái cáp kết nối nữa cáp kết nối của Sigma thì cáp này nó có một cái uh, chuyển đổi nữa để anh em có thể cập nhật cái firmware của cái uh, ngàm này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái hộp này ra. Đây, bỏ cái hộp này ra đã. Thì uh, đây là cái nhân vật chính của chúng ta ở trong cái video này. Đó là cái chiếc ngàm Sigma for Canon. Đây, anh em có thể thấy ngàm Sigma for Canon ở đây. Đấy. Thì nếu để nói về cái cảm nhận của mình về cái chất lượng build của cái nhà này Thì thực sự là nó rất chắc chắn Và nó được làm bằng uh, kim loại thì phải, hình như là bằng kim loại ở đây Rất là chắc chắn luôn, cực kỳ là build rất là chắc Chúng ta sẽ có một cái nắp trên, cáp trên Đây, Sigma 4 Canon Và cái cáp dưới ở đây, Sigma 4 ML Đây, mình sẽ mở cho anh em xem Đấy, thì đây là cái cấu tạo phía bên trong của cái ngàm này thì nó được thiết kế là cái chân của hãng Canon ở đây đây chúng ta có một cái chân của hãng Canon đây rồi có cái chỉ đỏ huyền thoại đây đây dấu chống đỏ huyền thoại và chúng ta sẽ có đuôi dưới là của hãng Sigma đây anh em có thể nhìn đây đuôi dưới của hãng Sigma đây đấy lại có đuôi dưới của hãng Sigma sang em mount đấy cái đuôi dưới và ở giữa đây chúng ta sẽ không có một cái thấu kính nào cả đây, anh em có thể thấy chúng ta sẽ không có một cái thấu kính nào cả ở đây cả đấy nó chỉ làm cái ngàm chuyển thôi đấy. và ở phía bên cạnh bên thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm ở đây anh em sẽ có một cái nút bấm đây nút bấm đây anh em sẽ có một cái nút bấm nút bấm này sẽ giúp cho chúng ta có thể đóng mở cái len mà Canon mà chúng ta đang dùng ở đây và chúng ta sẽ có một cái răng cao su ở đây nữa che chắn ở đây nơi mà có chứa cái cổng gọi là micro usb của chúng ta ở đây có bọc cao su để giúp cho chúng ta thể cập nhật được cái len này. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử lắp cái len này vào một cái body của hãng Sony để xem trông nó như thế nào. Đây thì mình sẽ dùng một cái body của hãng Sony Đấy, để lắp nó vào cho anh em xem. Đây chẳng hạn anh em lưu ý là hãng Sigma người ta có khuyến cáo là khi mà chúng ta lắp vào thì chúng ta nên tắt máy và đừng nên mở máy vì nó có thể gây chập. Đây chẳng hạn. Đấy. Mình sẽ đậy vào để cho anh em dễ nhìn hơn. Đây, thì đây là cái chiếc gọi là body máy ảnh Sony mà chúng ta đã gắn cái mau lên. Đây anh em có thể thấy ở đây. Đây chúng ta sẽ có một cái body như này. Để nếu về nói về cái việc gọi là nó có cổng cành hay không thì mình nghĩ là không lắm đâu không đáng kể lắm đâu cái ngàm này đã được hãng sigma họ thiết kế tương đối là đẹp nếu so với nhiều cái ngàm khác cùng cái hãng thì thực sự là nó trở nên tốt hơn rất nhiều và cái đèn ở trên cái thân của cái ngàm này nó sẽ có một cái đèn báo nếu như các bạn dùng với những cái len của sigma thì nó sẽ báo đèn xanh ở đây tuy nhiên thì ở đây mình vẫn dùng với những cái len canon thôi và hầu hết là đều nhận cả bây giờ mình sẽ thử với một cái len canon cho anh em thấy xem là lắp vào thì trông nó như thế nào đây, đây mình có sẵn một cái body hãng Canon đây rồi. Canon đây, để mình tháo ra cho anh em. Đây và mình sẽ thử lắp vào để xem nó như thế nào. Thì đây là chiếc ống gọi là Canon 50 1.2 đây, Canon 50 1.2 L series. Đây, mình sẽ lắp vào cho anh em xem xem trông nó như thế nào. Đây. Đấy. Đây, sau khi lắp vào thì trông nó như thế này, anh em có thể nhìn thấy đây rồi Đây, mình sẽ để cho anh em nhìn thấy Đây, chẳng hạn sau khi chúng ta lắp vào đây Thì trông nó như thế này Thì uh, trông nó hơi bị uh, dài ra một chút Và thực sự là bởi vì con ống uh, 50 1 1.2L này của hãng uh, cái này rất là to Nên là thành ra là lắp lên đây cảm giác cái thân máy của hãng Sony nó hơi bị uh, bé so với cái này Đây, anh em có thể thấy Rất là chắc chắn luôn Không vấn đề gì cả, để mình thử bật lên xem là Nó có nhận không, để bật lên Đây thì có nhận là uh, vòng nét đầy đủ đây. Đây nó có nhận đầy đủ các vòng nét. Thì tuy nhiên là khi mà mình chúng ta sử dụng cái ngàm MC11 này này thì một số ống Canon nó sẽ không được hãng Sony hỗ trợ đầy đủ cái tính năng về lấy nét của nó. Còn đâu về tốc độ lấy nét thì thực sự là khi mà mình lắp lên thử ở đây thì uh, nói một cách chung nhất thì tốc độ lấy nét của những cái ống Canon ở trên những cái đời máy A6300 trở lên ấy Trở về lại đây thì nó có một cái tốc độ lấy nét tương đối tốt. Còn ở trong phạm trù này thì có thể nói rằng là cái ống kính này được cái hãng Sigma làm rất là tốt và nó nhận gần như tất cả các ống kính Canon ở lên cái body Sony này. Tuy nhiên là với những cái ống kính 1.2 thì như là cái con 50 này thì nó không được nhận đủ khẩu, nó chỉ có khoảng 1.3 thôi. Đấy, nên là anh em lưu ý là nếu sử dụng những ống kính trên đây thì chúng ta hơi thiệt khẩu một chút vì nó không nhận được đến 1.2. Còn với khẩu 1.4 các thứ thì nhận đầy đủ bình thường Còn nếu mà dùng ống đúng Sigma ấy, Thì nó sẽ vẫn nhận rất là đầy đủ Ở trên đây Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái video test Đối với cái Mao MC11 này Đây anh em có thể thấy ở đây đấy Thì mình đang để và sử dụng ống Canon 50 1.2 ở trên này anh em thể thấy ở đây tốc độ lấy nét phải nói là rất là tốt đây mình sẽ di chuyển cho anh em xem đấy, rất tốt luôn lấy nét ở trên cái mau MC11 này chạm mình sẽ lấy nét ở phía sau đây cho anh em nhìn đây chẳng hạn Đấy, anh em có thể thấy khả năng lấy nét phải nói là rất nhanh không hề tệ một chút nào khi mà sử dụng cái ngà MC11 này mà chiếc lens uh, len 50 1.2 này nổi tiếng là một trong những chiếc len uh, lấy nét chậm của hãng Canon bởi vì nó rất là nặng mà anh em có thể thấy nó rất là nặng nên nó nổi tiếng là lấy nét chậm đây mình sẽ thử lấy nét về phía vô tường cho anh em xem. Đấy. Vẫn rất tốt khả năng lấy nét của chiếc uh, Sigma MC11 này, phải nói là không có gì để chê trách cả. Bây giờ thì mình sẽ thử uh, chuyển sang cái gọi là video để xem cái khả năng lấy nét của cái MC11 này như thế nào. Đây mình sẽ rec video và mình để rec trung tâm, nét trung tâm. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề đó là nếu như anh em mà định quay video ở trên chiếc ngàm Sigma MC11 này Thì nó sẽ có một cái vấn đề Đây anh em để thấy, Thì cái ngàm này nó không hoàn toàn hỗ trợ tất cả các loại ống trong cái việc gọi là liên tục focus Tức là khi anh em tiến hành rách video chẳng hạn Đây mình sẽ tiến hành rách video cho anh em xem thì nó không hoàn toàn hỗ trợ cái việc gọi là lấy nét liên tục ở trên uh, chiếc ống Canon 50 1.2 này và như mình có tìm hiểu thì uh, một số bài viết và hãng có nói rằng họ chỉ hỗ trợ cái việc gọi là liên tục lấy nét ở trên một số ống kính của hãng Sigma cũng như là trên một số ống kính nhất định của hãng Canon thôi và không phải ống kính nào cũng được hỗ trợ nên là đối với anh em nào làm video mà định chơi kiểu uh, auto focus qua ngàm này thì cần phải lưu ý một chút vì không phải chiếc ống nào cũng được áp dụng như con 50 1.2 ở đây anh em có thể thấy là nó hoàn toàn không được hỗ trợ gì cả đấy trong cái việc gọi là liên tục auto focus nên đấy là một vấn đề mà anh em cần lưu ý còn nếu để chụp thì anh em không cần lan tăn lấy nét rất nhanh và rất là nhạy đấy mặc dù là con lens này là một trong những con lens rất là to và nặng của hãng Canon hy vọng là thông qua cái video này thì anh em có thể biết được về cái ngàm MC11 này cũng như là những cái đánh giá tổng quan về bên ngoài của chiếc ngàm này. Thì hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video đánh giá chi tiết hơn về cái ngàm MC11 này ở trong thực tế. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau.